Xin chào mọi người ha. Mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người cái mẫu Toshiba Dynabook. Cái này thì là B75 nha mọi người. Đây là cái bản mà i7 6600, RAM 8 và SSD 256, mà nó đặc biệt luôn. Đặc biệt của nó là cái bản này là zin màn hình Full HD. Cái màn hình rất là đẹp nha mọi người. Màn hình nó chống chói, nhìn nghiêng nó chống chói lắm mọi người, và nhìn rất là đẹp. Tại vì cái dòng mà chuẩn nội địa Nhật á, mà ở bên Nhật người ta sử dụng mà dòng cái màn hình mà Full HD của người ta rất là đẹp nha mọi người. Ai mà thích màn hình lớn đẹp nè, dòng 15.6 inch đó, thì mình nghĩ là con này là quá ok luôn. Mà giá chỉ dưới 5 triệu thôi, có 4 triệu 9 nè. Màn hình là đẹp không tì vết, 15.6 inch Full HD, có webcam đồ đầy đủ nha mọi người. Cái dòng này thường thường nó về ít có webcam á, mà có webcam đồ đầy đủ mà Full HD. Phím thì mình cũng thường nói dòng Toshiba bên Nhật người ta hay bấm nhiều, tại vì dân người ta vẫn sử dụng á, cho nên phím có bóng một vài ký tự nè. Đó, mình quay rất là rõ cho mọi người thấy. Không có bị mờ chữ nha mọi người, vẫn êm mềm xịn lắm. Cái dòng này là gõ phím rất là đã luôn. Thì mình sẽ tặng cho mọi người dán phím quốc tế. Nói chung là nó không có đúng cái tương đương đúng khuôn, nhưng mà nó vẫn là ok ha. Giống như bên này là mình đã dán phím quốc tế nè mọi người. Thì dán thì nó vẫn là nguyên bản này, mình cào không có gì hết mọi người, vẫn êm mềm ha, kiểu phím quốc tế đó. Thì bên này mình sẽ tặng mọi người để về dán như vậy, mình gõ không có vấn đề gì hết. Rồi i7 ha, các góc cạnh đây mọi người, không có bể vỡ nhưng mà nó phải có xước nhẹ nhẹ, xước lông mèo rồi vậy á, tại vì đã qua sử dụng rồi thì nó sẽ có xước, chày xước. Mà đặc biệt cái là màn hình đã lắm mọi người, sử dụng mà làm việc gì mà nhìn vô cái màn hình to vậy mà làm việc là đã lắm luôn, thật sự. Nó là Toshiba Dynabook B75D nè, i7-6600U nha mọi người, RAM 8GB. Cái này thì RAM này sau này mọi người muốn nâng cấp thì mọi người mua nâng cấp thêm, không có sao hết ha. SSD cũng vậy. Cái này là SSD 256GB, chạy SSD 256, có DVD nữa mọi người. Đôi lúc cần làm cái công việc gì đó cần có DVD cũng tiện lắm luôn á. Chứ nhiều cái hả bắt buộc mình phải có DVD á, khó. Đây, máy rồi hoạt động hoàn hảo ha. Cái mình check series này, nó sản xuất 2017 nha mọi người. Sản xuất 2017, máy thì cực kỳ ok. Được cái thích nhất ở nó là cái màn hình Full HD. Cái màn hình Full HD của nó cực kỳ sáng và đẹp, zin từ Nhật về. Cái do màn Full HD, màn không Full HD là do cái option ở bên Nhật. Cái công ty khi mà người ta xuất xưởng ra thì tùy cái option là Full HD không Full HD ha mọi người. Chứ không phải là vì ở cái máy này có máy kia không, mà hay nó này là zin vậy nè. Màn rất là đẹp, thích lắm, thích lắm luôn. Máy là hoạt động hoàn hảo ha, pin tầm 3 giờ kèm sạc zin. Cái vỏ ở bên ngoài á thì đây, thì trên máy thì có chày xước nha mọi người, có đây nè mọi người, cái dấu nè, xước lông mèo rồi nè, trầy mòn đó, chứ không phải là không có. Mình quay rất là rõ cho mọi người xem. Đây nè mọi người nè, có mòn ha, mòn trầy. Còn phía này thì cũng ok, nói chung là tương đối, không thể đẹp keng hết được, nhưng mà máy là có trầy mòn đó. Được cái là màn hình rất là đã, máy nhanh mượt, có 4 triệu 9 là do một con Full HD, hoạt động hoàn hảo, vừa làm văn phòng vừa học học hành rồi họp rồi vậy mọi người. Dân kế toán rồi là cực kỳ thích cái dòng này luôn á, bấm thì sướng nữa. Rồi ai chốt thì inbox mình ha, 4 triệu 9. Mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người nha. Máy là zin nguyên á mọi người, không đầy đủ các ngõ kết nối. Quên, chưa quay các ngõ kết nối. Đây nè, quá trời luôn. Cái này là giáo viên là mình nghĩ là rất là đã luôn. Tại vì là ngõ HDMI màn hình rồi đó, lúc mình trình chiếu máy chiếu hay mình làm cái gì cũng rất là thuận tiện. Nó nhanh, ghim là nhận thôi. Rồi bên này nữa ha, bên này thì DVD nè, hai ngõ USB, ngõ này ngõ mạng LAN, đầy đủ các ngõ kết nối. 4 triệu 9 thôi nha mọi người, ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người nhiều nha.